Alo. Dạ, chào anh. Vâng, chào chị cần hỗ trợ gì đấy ạ? Mình muốn bạn giúp hộ mình về cái pháp lý, nghĩa là mình có vay của Vinhome á, một cái công ty tài chính ấy, nhưng giờ đến cái giai đoạn kẹt lắm rồi. Nên là mình muốn bạn hỗ trợ giúp cho mình làm đơn hay có cái cách nào đấy để giải quyết đấy, cơ cấu nợ lại cho nó. Thì lúc này nó khó khăn ấy, thì mình có một cái khoản vay ở Vinhome. Nó trễ mất 90 ngày rồi. Bây giờ họ bắt mình tất toán ấy, lúc này không có khả năng. Thế còn hai cái thẻ nữa. Thì hai cái thẻ mình bắt đầu chậm mất một tháng rồi của ngân hàng. Thế còn một cái của Visa Access thì tháng này là mình không đóng nổi nữa. Đấy thì bạn xem giúp mình tư vấn giúp mình có cái cách nào để cơ cấu lại các cái khoản nợ này làm sao để mình hàng tháng bây giờ chúng ta nó rơi vào cái hoàn cảnh là bây giờ mình cũng mua nhà cửa ấy. Thì gần như là kiểu bây giờ nó không lừa mà nó cũng thành như lừa, là bởi vì mình mua cái nhà nó của chủ đầu tư, bây giờ chủ đầu tư ấy nợ của ngân hàng. Bây giờ là chị muốn tôi tư vấn cái khoản bên nhà hay là bên chỗ công ty tài chính ạ? À, công ty tài chính ạ. À, vậy thì mình không nên lan man chả được cái gì cả. Đối với công ty tài chính thì chị nói là bây giờ chị muốn xin giãn nợ hả? Dạ. Chị là vì sao chị lại biết tôi gọi thế này? Tại cũng vô tình có các bạn ấy cũng bị những nhiều trường hợp ví dụ như áp hết các thứ ấy, thì bạn có các bạn cứ đăng video của Hùng ấy thì mình có xem rồi. Xem lâu chưa? Xem được. Mình mới xem được cách đây khoảng 1-2 tuần gì đó. À thế à. Sau khi xem xong là quyết định gọi qua đây đúng không? Dạ. Yeah. Trao đổi chị này, nãy nắm thông tin là thấy chị đang nợ một chỗ thằng Hom ấy là nợ 90 ngày rồi. Còn thêm một cái ở bên chỗ thẻ, một cái Shinhan đúng không? Không, cái thẻ của bên khoản Nio của bọn OCB với cả TP Bank. À rồi, hai cái thẻ luôn hả chị? Hai cái thẻ. À, hai cái thẻ ngân hàng. Chị hiện tại đang làm công việc gì ở đâu ạ? Mình ở quận 12. Công việc gì? Mình vừa mới thất nghiệp khoảng 2 tháng nay. Còn trước đây là mình cũng gọi là đầu tư buôn bán nhà cửa với giao dịch cho thuê thôi. Vâng, nói chung là giao dịch tài khoản chị phải tương đối lớn thì mới tạo được hai cái thẻ đấy. Đó. Tôi mới hỏi. Thế này nhá. Thế với tình trạng thì bây giờ báo chị là cái hợp đồng của chị thì khi mà chị vay với người ta thì chị cũng có làm hợp đồng, có cái giao dịch thế. Khi mà chị không đóng được tiền thì bây giờ về nguyên tắc quy định ý, là có một bên không thực hiện nghĩa vụ thì cái hợp đồng đấy nó sẽ bị hủy. Thì chị là cái người lại không thực hiện cái nghĩa vụ đóng tiền. Nên là về hợp đồng là bây giờ nó bị hủy rồi. Bị hủy. Và khi mà hợp đồng bị hủy thì người ta sẽ yêu cầu cái người mà không thực hiện hợp đồng ấy phải trả toàn bộ số tiền gốc. Đấy, cái số tiền gốc ấy thì hiện tại là có thể là người ta sẽ tính là dựa trên dư nợ gốc còn lại hoặc là số tiền gốc nhưng mà kèm lãi phạt phí. Đấy, nhưng mà bắt trả một lần, nghĩa là tất toán hợp đồng, họ không cho vay nữa. Thế còn về việc là xin giãn nợ mà để mà đóng tiếp hoặc là xin giãn rồi hết thời gian giãn đóng tiếp hoặc là giảm số tiền đóng thì báo cáo chị là giờ này nó lại không có thực hiện được cái việc giãn rồi. Trừ khi là chị xin giãn rồi hết thời gian giãn chị đóng một lần luôn. Thì cái việc làm cái lá đơn xin giãn đấy là để cho người ta thấy được cái lộ trình trả nợ của mình để họ không có làm phiền nhiều đến người thân của mình. Vì công ty tài chính hoặc là ngân hàng thì họ sẽ có cái bộ phận xử lý nợ riêng, thì cái bộ phận đấy thì rất khó kiểm soát. Giống như mấy năm qua tôi có làm việc đấy, rất khó. Kể cả trước đây tôi chỉ đích danh nhưng bây giờ tôi lại gần như chỉ nói là có bộ phận như thế, không chỉ đích danh được, bởi vì những cái đối tượng này, những cái phòng ban này nó làm rất kín kẽ. Tôi mà nói sơ hở thì ngày trước nếu mà tôi nói như vậy còn được vì tôi còn có bằng chứng, còn bây giờ nói không có bằng chứng thì tôi rất dễ bị người ta sẽ tố cáo lại vì cái tội mà vu khống chẳng hạn, không? Nó ảnh hưởng. Nên là trao đổi với chị là về bản chất đòi nợ vẫn như nhau, chẳng qua về hình thức cách thức thì nó lại khác đi một chút thôi.
Thế thì bây giờ thế này, đối với cái đấy thì tôi muốn biết là bây giờ bên tôi đứng ra can thiệp giúp chị thì thời gian nào chị có thể đóng lại được tiền, hoặc là bây giờ chị đóng được một tháng là bao nhiêu để tôi có thể là có những cái tác động trực tiếp sang bên kia luôn. Dạ. Thực ra thế này này, mình bây giờ thì thực ra mình đang thất nghiệp, mà bây giờ mình bạn có thể cho mình một cái ví dụ như bây giờ thu nhập của mình hàng tháng chỉ được từ 6 đến 8 triệu thôi, mà khoản nợ của mình thì khá là cao á. Đấy thì bạn có cái lời khuyên là hàng tháng như nào để đảm bảo, chứ nếu bây giờ mình với cái khoản đấy mà mình xin mỗi tháng đóng 1 triệu 2 triệu thì liệu bên đó họ có đồng ý hay không? Cái này thì chị cứ đặt chị vào vị trí của họ đi, xem là nó khả thi đến đâu, bản thân mình cảm thấy là chấp nhận được thì bên đấy họ cũng sẽ chấp nhận thôi. Thì thực ra bây giờ mình cũng không biết là mình, thực ra mình thì nói thật mình rất muốn trả, bởi vì bên hôm ấy mình đóng cũng gần được 2 năm rồi. Cái chị nói chị lưu ý giúp như này nhé, là mình sẽ nói những cái nó đem lại kết quả, còn chị không kể nữa vì đem lại gì đâu, chị nói bằng không à. Nên là bây giờ đang hỏi chị là nếu bên tôi đứng ra thì chị khi nào, ví dụ như chả muốn trả gốc thì khi nào trả được, hoặc là muốn trả hàng tháng thì trả được bao nhiêu, để tôi dựa trên cái đấy tôi mới trao đổi với chị. Vì về thực tế tiền tài chính là của chị, mà chị nói với tôi một tháng được 6, 7 triệu, 8 triệu thì tôi biết thế, hoặc là một tháng vài trăm triệu tôi cũng chỉ biết thế thôi. Quan trọng là chị muốn thực hiện được cái ý định của mình là trả tiền hay không thôi. Thì cái đấy chị phải đưa ra cái phương án khả thi và dựa trên đấy tôi sẽ trao đổi với chị. Đấy đấy. Bây giờ thế này nha, nếu mà anh nói thế thì bây giờ thế này, mình muốn bạn có thể sắp xếp giúp hộ mình ra cái cách tác động là như này. Ví dụ bên hôm hàng tháng có thể cho mình giả 2 triệu, còn hai cái thẻ kia mỗi tháng mình giảm 1 triệu và xin không lấy lãi nữa trong vòng khoảng 1 năm. Thì sau đó khi mình có tiền mình sẽ tất toán. Nghĩa là sau 1 năm mình sẽ xin tất toán hết. Bây giờ là hỏi chị trước luôn. Cái chỗ hôm là chị vay trước là bao nhiêu nhỉ? Hôm trước mình có hai khoản, một khoản vay 100 thì mình đóng, bây giờ thấy người ta nói là mình phải tất toán xuống số tiền nó rơi vào khoảng 74 hay 79 triệu ấy. Đấy, còn một cái nữa là 29 triệu thì cộng lại hai cái vào rơi vào khoảng 100 triệu. 100 đấy, triệu là mỗi tháng mà trả 2 triệu. À, trả 2 triệu một năm là được 24 triệu. Phải đóng khoảng 5 năm nhỉ? Năm 2 là 10, khoảng 5 năm mới hết. Khó. Dạ. Tôi cũng không biết là tôi sống được đến 5 năm không nữa. Thì mình xin là theo cái hình thức là giãn nợ cho mình, nghĩa là trong thời gian là khoảng 1 năm mình có tiền sớm mình sẽ tất toán và chắc chắn mình sẽ tất toán. Đấy, nghĩa là mình chỉ xin giãn trong nhưng cái thời gian là 1 năm thôi. Thời gian mà. Nhưng mà bây giờ là được 1 năm rồi. Ví dụ như bây giờ chị đi đóng được 1 tháng 2 triệu. Tháng sau chị không đóng nữa thì làm thế nào? Không, khi mà mình đã làm thì lại từ trước đến giờ nói thật sự ai cũng đi làm một uy tín hết cả. Còn bây giờ lúc khó khăn, trước khi mà mình gặp cái giai đoạn khó khăn thất nghiệp là mình cũng có làm một cái đơn lên với home á, thì họ không đồng ý. Rồi, cái nào là tôi nói với chị là chúng ta trao đổi những cái vào được vấn đề, những cái khác bỏ qua đi. Bây giờ tôi đang hỏi chị là lỡ chị đóng được 1 tháng rồi tháng tới chị không đóng nữa thì phải làm thế nào? Phải làm thế nào? Thì tôi chấp nhận phạt đi. Bây giờ thì lấy cái gì phạt? Lấy cái gì phạt? Tiền đóng còn chưa có thì lấy cái gì phạt? Phạt cái gì? Phạt ai? Phạt ở đâu? Tiền ở đâu? Lấy tiền ở đâu để phạt? Bây giờ chị chấp nhận phạt, đến lúc đấy là phạt đó. Rồi. Lấy tiền ở đâu? Đến tiền đóng còn chưa có lấy tiền ở đâu mà phạt? Tại vì cái này tôi có cái nguồn thu nhập hàng tháng như tôi nói thì có. Rồi, tôi cho chị, tôi cứ cho chị có thu nhập hàng tháng. Tháng này là 100 triệu luôn, nhưng tháng sau không có đồng nào hết. Bây giờ làm sao? Thu nhập ở đâu? Chị cho tôi biết thu nhập đấy đang hàng tháng đó ở đâu? Thu nhập hàng tháng này là bây giờ hàng tháng tôi phải đi làm. À, nên nếu mà tháng sau chị ốm thì sao? Rồi ai đảm bảo được cái thu nhập hàng tháng cho chị đây? Rồi tôi lúc đấy rồi người ta đòi tôi rồi tôi biết nói thế nào, rồi sau này tôi biết làm sao với những khách sau này nữa, làm sao tôi lấy uy tín của tôi mà đi xin được nữa.
ra nếu mà để trả 2 triệu ấy thì nó thật. Đấy là tôi biết rồi, 2 triệu chị trả được, thoải mái, được chưa? Nhưng bây giờ tháng sau chị ốm chị đau, rồi tháng sau con rồi đòi này, rồi tháng sau lại gặp sự cố này, rồi chị báo với tôi là giờ chưa có tiền anh Hùng ơi, anh lại khất dùm tôi cái, thì lúc đấy thì cái mặt tôi để đâu? Không, bây giờ tôi nói thế này này, tại vì cũng chưa biết nhau nên là nói. Thôi, xác nhận nhá, bản thân tôi còn chưa tin tôi, nên là chị đừng yêu cầu tôi tin chị nhá. Mình xác định rõ ràng như thế nhá. Tôi còn chưa tin tôi mà tôi lấy gì tôi tin chị, nên là đừng bắt tôi tin chị và đừng cố chứng minh bằng niềm tin mà bằng vật chất cho tôi, hoặc là bằng niềm tin của một người khác. Bây giờ tôi bây giờ lại đi bảo là con tôi trả với việc thực ra như thế này, gia đình nhà mình bây giờ là tất cả mọi người đều cùng không đem lại kết quả thì đừng nói, không đem lại kết quả thì đừng nói. Cái nào mà đem lại kết quả, tôi ví dụ chị đề xuất một ai đó uy tín hơn chị đứng ra bảo lãnh chẳng hạn, hoặc là có một cái gì đó để đảm bảo cái niềm tin là được. Thế còn không nói những cái thường. Nói ví dụ đi, ví dụ như con nó đi học du học ở bên Nhật, thì hàng tháng nó vẫn gửi tiền được về cho tôi. Thế bây giờ rồi ok, hàng tháng bữa giờ nó vẫn gửi, nhưng giờ nó không gửi nữa, nó ở bên Nhật, tôi tìm nó ở đâu? Wanasaki à, hay là Kobe, hay là ở chỗ nào? Nó đang ở Osaka. À Osaka, rồi lúc đấy rồi đùng cái bên đấy lại bão, Osaka trung tâm của bão luôn, là của động đất luôn, rồi lại không đóng được. Lúc đấy thì tôi ở bên này tôi biết làm thế nào. Thế thì anh cho một cái gợi ý bây giờ làm nào để cho nó hợp lý nhất. Không, tôi không thể gợi ý được. Tôi mà gợi ý là chị làm sao làm được. Tôi ví dụ bây giờ nhá. Yeah. Bây giờ chị đóng trước 30% tổng cái số tiền chị đang nợ. Còn lại tôi sẽ làm việc với người ta đúng theo cái ý định của chị luôn. Nếu chị không thực hiện đúng cái nghĩa vụ thì 30% tiền đó ngất. À đấy là nó hợp lý đúng không ạ? Bởi vì sao? Chị đang nợ một khoản tiền là 100 triệu, bây giờ chị muốn đi đàm phán, chị muốn cho người ta tin mình, thì đấy, tôi sẽ đóng trước 30%, rồi hàng tháng tôi đóng 2 triệu, tháng nhiều có nhiều, tháng ít đóng ít, trong vòng 1 năm là tôi đóng đủ, hoặc là 2 năm là tôi đóng đủ hết. Nếu như mà tôi không thực hiện được thì 30% đấy là của anh chị. Bởi vì là bây giờ này, 30% đó bây giờ là coi như treo ở trên đấy rồi. Thấy chưa? Khi nào hết là nó hết, mà chưa hết thì vẫn còn 30% ở đó. Tụi tôi có quyền xử lý 30% nó cho những cái việc khác chẳng hạn, thì nó hợp lý này, đấy chưa? Hoặc là chị có ai đó, ví dụ như con cái, hoặc là ai đó có thể trích lương được, thì phải làm động tác yêu cầu người ta đồng ý cho đơn vị trích thẳng lương, đóng trực tiếp vào cái tài khoản đó được chỉ định của bên đấy, thì tôi mới đứng ra tôi bảo lãnh được. Chứ còn bây giờ chị nói như thế thì chịu. Còn tôi vừa đưa ra hai cái vấn đề đấy, chị có thấy là hợp lý không, hay là tôi đang cố tình tôi nói năng nói quậy với chị? Không sao cả, tại vì không phải không sao cả, nó rất hợp lý, nó rất hợp lý chứ không phải là không sao cả, nên là chị nói từ không sao cả là sai. Tại vì như thế này này, mình cũng muốn để giải quyết vấn đề. Thôi được, không nói thêm. Bây giờ chốt vào vấn đề, chị cho tôi cái phương án và cái đảm bảo cho phương án đấy. Nếu như mà đóng 30% trên tổng dư nợ của bên hôm rồi, và gọi cho cái khoản ấy là 30 triệu xong rồi hàng tháng mình vẫn sẽ phải đóng 2 triệu, hoặc có nhiều đóng nhiều, có ít đóng ít trên dư nợ giảm dần đúng không anh? Đúng rồi, trong khoảng thời gian ví dụ như 1 năm thực hiện hết cái số tiền đấy cho tôi. Phải làm cam kết. Thế còn bây giờ cho tôi hỏi, nếu mà phải thu xếp cái số tiền 30 triệu thì tôi có thời gian khoảng bao lâu thu xếp? Thực ra ngay thì không có, và cũng phải để bàn hoặc vay mượn thì để tôi thu xếp cái 30 triệu để giải quyết cái vấn đề. Tôi đang nói cho chị về cái phương án mà chị nhờ tôi. Chứ còn chị thu xếp hay không thì tôi không quan tâm. Ngay thời điểm hiện tại nếu được thì tôi sẽ làm giúp chị. Còn bây giờ chị không thu xếp kịp, nó lại vào một thời điểm khác, hồ sơ nó khác, diễn biến nó khác, thì tôi lại có phương án khác. Chứ còn không thể mà mình bị động với một phương án được. Nên là về cái góc độ trả lời là thu xếp càng nhanh càng tốt. Thế anh cho tôi hỏi thêm là thế còn cái phương án cho hai cái thẻ thì mình giải quyết như nào anh ạ? Vấn đề ở đây là tiền. Và tôi đã xử lý một cái cho chị rồi. Thì tiền cũng là thẻ cũng là tiền, mà khoản vay cũng là tiền, nên là nó tương tự nhau. Ừ.
nó tương tự nhau. Nếu như chị có thái độ trả nợ và muốn trả nợ thì phải thực hiện như tôi vừa trao đổi thì nó mới khả thi. Còn lại đâu có khả thi, kể cả tôi cũng phải đảm bảo cái giá trị lại cho tôi chứ. Bây giờ tôi cứ hợt hứa lèo hứa la xong rồi tới đây chị đóng được 1-2 tháng không đóng nữa, tôi lại mất uy tín, sau này tôi làm sao tôi đi bảo lãnh cho các bạn khác được. Tôi nói với chị, hiện tại tôi đang bảo lãnh cho rất rất là nhiều người luôn, cực kỳ nhiều người. Đó là lý do tại sao cứ lâu lâu có tôi có được chai mật ong, lâu lâu có tôi có thùng bia, lâu lâu có con mực. Thậm chí ở dưới Cà Mau, Vũng Tàu nó gửi quà cho tôi, bởi vì là vẫn đang trong thời gian bảo lãnh và người ta cảm thấy tôi bỏ ra cái giá trị nó quá lớn, vì tôi chả lấy một đồng nào của người ta cả. Tôi bảo lãnh không cơ, bởi vì là tôi biết các anh chị là thiếu tiền, không có tiền, tôi đúng là bảo lãnh không. Rồi, đấy, nói đến đây thì hết tiền. Tôi luôn dặn các bạn là gọi điện cho tôi thì cố gắng nạp tiền vào 50-100 vô để mà nghe tư vấn, bởi vì những cái tư vấn này không ai làm được đâu. Thằng khác ở trên mạng có thể nó tư vấn giống tôi nhưng không dám đứng ra bảo lãnh như tôi. Có dám đứng ra bảo lãnh như tôi thì cũng không ai cho nó đảm bảo bảo lãnh được, bởi vì nó không uy tín, nó không có thương hiệu, nó không có tiếng nói. Còn tôi hội đủ được những cái đó. Công ty tài chính thì xin lỗi luôn, được tôi đứng ra mà bảo lãnh thì sướng quá gì nữa, mà còn được trả trước 30% trong khi đòi vật mặt ra mấy tháng trời không được đồng nào, quá vui đi. Đúng ra bọn công ty tài chính, mấy ông công ty tài chính được tôi giúp đỡ này, lâu lâu phải gửi tiền cho tôi hoặc là trà nước, châm nước châm trà cho tôi thì tôi xem ai nhá. Nếu vụ khác thì tôi tắt video này, còn nếu vụ này tôi nói chuyện tiếp. Alo. Alo. Em là chị Thúy này, em nhìn cho chị hỏi cái hồ sơ của chị gửi cho em rồi đấy, thì em nhìn vào đấy thì cái tổng nợ của chị nó bao nhiêu? Bây giờ thế này chị ơi, em nghe hơi vọng điện thoại của chị ấy. Khoảng 10 phút nữa chị gọi lại giúp em nhé. Của người khác, tôi vẫn chưa nói hết, thì tôi từ chối khéo chị này để 10 phút nữa chị gọi. Chị nhờ tôi xử lý vấn đề về nợ xấu. Ai nữa đây? Alo. Alo ạ. Sao nói chuyện lại tắt đi? Không phải đâu, máy em ít tiền. Đấy, thế bạn trợ lý tôi có nhắn với chị là để ý điện thoại không? Dạ có. Thế chị thấy không? Về cái thái độ của mình tiếp cận nó đã kém rồi. Bây giờ là thế này nhé. Dạ. Chị nói đi ạ. Em lại lúc nữa em còn 30.000 em bạc vào rồi ấy, nó bị hết ạ. Vâng, một cái cuộc điện thoại mà xử lý ba cái thẻ, hai cái thẻ mỗi khoản vay lom dom 200 triệu mà chị chỉ nghĩ là bỏ khoảng 30.000 ra mà nói chuyện với tôi thì nó kém quá. Chị phải nghĩ là nạp vào 500.000 đến 1 triệu để xử lý cả vài trăm triệu cơ mà. Dạ, không phải. Thực ra xin lỗi anh là bởi vì nghĩ thôi là được rồi, bỏ qua chuyện đấy. Dạ. Nhiều thời gian hay không thì định lượng cái mức độ của mình. Có việc nặng, việc nhẹ, còn việc mình nó nặng. Dạ. Còn bây giờ tôi đang nói dở đến cái đoạn là hai cái thẻ kia cũng như cái khoản vay kia làm tương tự. Dạ. Dạ. Phải có tiền thì tôi mới dám đứng ra xử lý giúp chị. Đấy. Dạ. Phải có khoảng 30% tổng tiền đấy. Tất cả mọi cái thì phải có 30% mà anh. Thì ba cái này nó phải là một tổ chức hay là nó là ba tổ chức? Dạ. Nhưng mà tại vì anh cho hỏi, tại vì bây giờ cũng rối quá, bây giờ để thu xếp một cái khoản nào theo anh thì mình nên làm cái gì trước, tại có hiện tại thì ví dụ cái media asset thì nó chưa bị chậm. Tôi không biết, nhưng mà có tiền càng nhanh càng tốt. Còn chị muốn xử lý cái nào trước thì xử lý cái đó thôi ạ. Dạ. Cảm ơn anh ạ. Vâng, chào chị. Thực tế xử lý các anh chị nhé. Tôi không phải là dân chém gió vớ va vớ vẩn giống như mấy thằng nó, tôi không biết ở đâu là nó lên nó comment, nó bảo là ông này chỉ có chém gió làm được cái gì, bốc phét trên mạng. Các anh chị coi lại tôi mấy năm nay, coi cả video cũ đi, đừng chỉ chăm chăm vào video mới xong rồi nhận xét một cách phiến diện, thiếu kiến thức. Các anh chị coi video cũ của tôi xem là quá khứ tôi làm cái gì và bây giờ tôi đang làm cái gì, chứ đâu phải là, tại vì tao mỗi thời điểm mỗi con người sẽ có những cách xử lý khác nhau. Tôi nói với anh chị, tôi đi dạy ở trên lớp cùng một bài mà tôi dạy 10 lần là 10 lần khác nhau, chả giống nhau gì cả, chỉ có mỗi nội dung thôi.
xin lỗi là bây giờ tôi có cuộc điện thoại. Các anh chị cần gọi cho tôi thì số ở trên màn hình. Những anh chị đang gọi cho tôi là dựa trên cái số trên màn hình này. Rồi, xin chào anh chị. Nếu thấy video hữu ích, anh chị vui lòng chia sẻ cho tôi. Và rất mong được anh chị tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới. Cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian để coi video vừa rồi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh chị. Chúc anh chị sức khỏe.